Ngày 16 tháng 4, Thường trực Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội thành phố. Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc siết các quy định quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết. Bộ Công an đã so sánh các tiêu chuẩn quy chuẩn với các nước tiên tiến và thấy các quy chuẩn phù hợp với điều kiện hiện nay. Thời gian qua, Bộ Công an thường xuyên rà soát và kiến nghị những nội dung liên quan. Tuy nhiên, việc giải quyết còn chậm, có những tiêu chuẩn quy chuẩn đã lạc hậu, qua nhiều lần kiến nghị nhưng chưa thay đổi. Cho nên việc áp các quy định quy chuẩn còn mới này khiến nhiều doanh nghiệp phàn nàn. Thời gian tới sẽ có những điều chỉnh, nhưng Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng khẳng định không vì phát triển kinh tế mà hạ thấp các quy định quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Ngày 16 tháng 4, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh việc giao dịch mua bán và chuyển nhượng bất động sản đối với 33 dự án khu dân cư, khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, một số chủ đầu tư và đơn vị môi giới đăng tải thông tin các dự án kinh doanh bất động sản không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô của dự án đã được chấp thuận đầu tư. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, có khả năng gây mất an ninh trật tự và có nguy cơ trở thành điểm nóng về tranh chấp khiếu nại, khiếu kiện của các tổ chức cá nhân có liên quan. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản sớm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Khi đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định thì kịp thời báo cáo gửi đến Sở Xây dựng. Theo dự kiến, sáng mai ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 đồng phạm về những sai phạm trong đấu thầu, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nhà nước. Theo cáo trạng, từ năm 2015, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã chỉ đạo cho công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát ký gửi trước vật tư y tế để Bệnh viện Tim Hà Nội sử dụng trước. Sau đó hợp thức hoàn thiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn, để Nguyễn Quang Tuấn ký quyết định phê duyệt cho công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát trúng thầu gói thầu đấu thầu rộng rãi năm 2016, 4 gói chỉ định thầu năm 2017 nhằm thanh toán tiền hàng vật tư, hóa chất đã nhận ký gửi sử dụng trước đó. Theo đơn giá thỏa thuận giữa Nguyễn Quang Tuấn với Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Hoàng Nga, Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Kim Hòa Phát, để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao, can thiệp tim mạch của hai công ty này, các bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Nguyễn Thị Dung Hạnh, Nghiêm Tuấn Linh và Đoàn Trọng Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kết luận, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cùng các đồng phạm can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm Xã hội tổng số hơn 53,6 tỷ đồng, phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sáng ngày 16 tháng 4, Thượng tá Bồ Văn Cúc, trưởng Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ 5 trên 9 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện trên địa bàn ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo. Trước đó ngày 15 tháng 4, Iplem Tê, 22 tuổi, quê Đắk Lắk, cùng 8 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện trên. Sau khi tổ chức truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ Iplem Tê khi vừa giật điện thoại của người dân di chuyển trên đường thuộc tổ 1 ấp Gia Biện. 4 học viên khác cũng lần lượt bị bắt giữ. Cũng theo Công an huyện Phú Giáo, các học viên trên vừa được đưa vào cơ sở cai nghiện chờ quyết định của tòa án. Theo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra có một số lớp dạy nghề có dấu hiệu cho thấy Trung tâm Dịch vụ Việc làm không tổ chức giảng dạy trên thực tế, tổ chức gộp nhiều lớp thành một lớp hoặc lớp học có học viên không đi học nhưng vẫn làm thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề tại Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, cần chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định. Trách nhiệm chính thuộc về giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm được phân công phụ trách và các tổ chức cá nhân khác có liên quan theo từng thời kỳ. Ngoài ra, trung tâm chi một số nội dung cho các đơn vị cá nhân không phải là cán bộ nhân viên của trung tâm từ quỹ phúc lợi với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng.
Trong những ngày qua, nhiều người đã nhận được cuộc gọi lừa đảo, khóa thuê bao điện thoại trong vòng 2 tiếng nữa, dù số điện thoại đã được đăng ký chính chủ hay chuẩn hóa thông tin thuê bao. Đa số người dùng cho biết, người gọi xưng là người của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Viễn thông, thông báo số điện thoại của họ sẽ bị khóa 2 chiều trong 2 tiếng nữa nếu không bấm phím 2 và khai báo thông tin để chuẩn hóa dữ liệu thuê bao. Hình thức lừa đảo khóa thuê bao điện thoại để thu thập thông tin của người dùng không mới, từng được Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo. Theo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, sau khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng mạo danh, chúng sẽ hướng dẫn người dùng thực hiện các cú pháp sang tên đổi chủ, thông tin số điện thoại, cú pháp chuyển hướng cuộc gọi, để đối tượng dễ dàng đăng nhập ứng dụng ví điện tử, tài khoản mạng xã hội của nạn nhân. Để phòng tránh, các chuyên gia khuyến nghị, người dùng không thực hiện theo các yêu cầu khi nghe cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Dự án trùng tu biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài là dự án mẫu được nghiên cứu từ năm 2016 trong khuôn khổ hợp tác giữa thành phố Hà Nội với phía Pháp. Tháng 4 năm 2022, dự án trên được triển khai, đến nay công trình đã đi vào giai đoạn hoàn thiện, với diện mạo bên ngoài có phần khác so với trước, nên hiện có khá nhiều ý kiến khác nhau. Chiều ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cùng chuyên gia Pháp đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về vấn đề này ngay tại công trình. Ông Emmanuel Serrais, Giám đốc Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, đơn vị phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện dự án trùng tu công trình cho biết, dự án chưa đến giai đoạn trùng tu cuối cùng, chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, các gam màu cơ bản được dùng đúng như màu gốc của công trình ban đầu. Theo ông Emmanuel Serrais, đây là dự án trùng tu biệt thự cổ, chứ không phải dự án khôi phục do một số bộ phận không còn hiện trạng như cũ.